Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã biết sự việc giữa bà Phương Hằng liên quan đến việc đấu tố đối với những người trong giới nghệ sĩ đến thời điểm này là chúng ta cho rằng là một vụ việc lên đến đỉnh điểm rất căng thẳng. Và trong thời điểm này thì việc đấu tố của bà Hằng diễn ra càng ngày càng căng thẳng khi đôi bên càng công kích lẫn nhau. Bên giới nghệ sĩ thì rất nhiều người cũng đồng loạt lên tiếng và phản ánh về sự bôi nhọ vu khống của bà Hằng. Còn bên phía bà Hằng thì cũng thẳng thắn cho rằng giới nghệ sĩ phải công minh chính trực, đưa ra tất cả những bằng chứng sao kê công khai, rõ ràng để cho người dân và các mạnh thường quân cũng như cộng đồng biết. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một động thái và cũng là một vấn đề mà chúng ta đang cần quan tâm, và hiện tại bên ngoài lề vụ việc này thì cơ quan chức năng cũng đang chờ những động thái tích cực từ cộng đồng mạng cũng như những người tố cáo đứng ra tố cáo vụ việc này. Và theo quan điểm của vụ việc này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ai là người đứng ra tố cáo? Và hiện tại bây giờ có rất nhiều đơn thư gửi đến cơ quan chức năng giữa bên nghệ sĩ và giữa bên bà Hằng. Bên bà Hằng thì tố cáo là nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, và phía nghệ sĩ thì tố cáo bà Hằng là vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Thì đây là một vấn đề mà pháp luật và các cơ quan chức năng cần phải lên tiếng để phản biện, để đưa ra những lý lẽ để đem lại cái công tâm và đem lại sự minh bạch cho cộng đồng mạng và đem lại sự thỏa đáng mong chờ của bà con cộng đồng mạng chúng ta từ trong nước cũng như ngoài nước đang trông chờ trong suốt thời gian qua. Và hiện tại sau trong cái vụ việc này, các bạn nghĩ rằng nếu như việc này đưa ra đấu tố thì ai sẽ là người thắng cục và ai sẽ là người thua cục? Thưa quý vị và các bạn, nói về việc đấu tố vụ mà sao kê với không sao kê, thì nếu bên phía nghệ sĩ và những người đấu tố chống lại bà Hằng, thì nếu như theo luật sư Đặng Văn Cường cũng có nói, thì nếu như mà đằng này giới nghệ sĩ hoặc là Trấn Thành, không riêng gì Trấn Thành mà những người trong giới nghệ sĩ và bất cứ những ai mà bị bà Hằng xúc phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín, và tất cả những người trong cộng đồng mạng chúng ta có quyền khởi kiện và khởi tố bà Hằng về những tội và những hành vi: thứ nhất, vu khống xúc phạm danh dự; thứ nhì, nắm bắt những bằng chứng sao kê không có thực tế, vu khống quy chụp người ta. Đấy là hai cái vấn đề mấu chốt mà chúng ta cần phải nên công tâm và đứng ra trước pháp luật để thay mặt cho cộng đồng để làm tới trong cái vụ việc này. Và hiện tại theo mình nghĩ thì bên phía pháp luật và dư luận cộng đồng cũng đang rất quan tâm và đang trông chờ vào sự việc này. Sự vào cuộc của pháp luật là cái công lý, là cái cán cân công lý cân bằng nhất để minh oan, để giải thích và đưa ra những chứng cứ và nhằm để quy kết ai là người có tội và ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nói đến vấn đề sao kê và những bằng chứng sao kê liên quan đến bà Hằng, thì cái đầu tiên, cái bất lợi đầu tiên mà cơ quan chức năng đưa ra xử lý, nếu như bà Hằng đủ bằng chứng cứ đưa ra xử lý và bắt buộc giới nghệ sĩ phải sao kê, thì điều này đều khẳng định chắc chắn lần đầu tiên nếu như mà Đàm Vĩnh Hưng đưa ra những cái bằng chứng sao kê của mình và bắt buộc khẳng định bà Hằng phải đưa những cái bằng chứng mà bà cho rằng bà đã nắm giữ trong tay 1,9 kg giấy sao kê mà bà có được trong tay, và bà tố Đàm Vĩnh Hưng và bắt buộc Đàm Vĩnh Hưng sao kê. Thì nếu động thái này Đàm Vĩnh Hưng làm quyết liệt thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ thắng trong cuộc này. Đó là mình nói riêng về cái tính pháp lý của cái vấn đề mà bà Hằng nói rằng bà giữ những cái bằng chứng mà bà cho rằng đó là những cái sao kê số tiền 96 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng. Rồi, còn Đàm Vĩnh Hưng, vấn đề Đàm Vĩnh Hưng bắt buộc công tâm để kê khai sao kê tất cả các tài sản. Cái tài sản riêng, cái tài sản quỹ quyên góp từ thiện thôi nha các bạn. Chứ không thể nói như bà Hằng là bắt buộc phải kê khai tài sản, tất cả tài sản và tài sản thu nhập cá nhân của mỗi người là không đúng ha các bạn.
chỉ kê khai yêu cầu tài sản mà anh quyên góp từ thiện từ các mạnh thường quân. Và điều này, một cái vấn đề quan trọng nữa là cộng đồng mạng và ai là người đứng ra chịu trách nhiệm đảm bảo cái vấn đề để kiện Đàm Vĩnh Hưng và bắt buộc Đàm Vĩnh Hưng phải sao kê, thì đó mới là điều quan trọng. Còn bà Hằng thì không đủ tư cách, không có tư cách và không đủ trách nhiệm để làm việc này, bởi vì bà Hằng không đóng góp vào trong cái quỹ từ thiện này. Đây, đằng này chỉ có các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, còn cộng đồng mạng chúng ta chỉ có lên tiếng. Cộng đồng mạng, những ai nói chung, những ai có đóng góp trong cái quỹ từ thiện này thì người ta muốn công khai, người ta muốn công khai, người ta muốn minh bạch thì người ta đứng ra minh oan điều này thôi. Điều này không bắt buộc và cơ quan chức năng cũng không bắt buộc nếu không có bằng chứng. Nếu như Đàm Vĩnh Hưng đứng ra kiên quyết kiện vụ này, bà Hằng chắc chắn sẽ thua đậm. Đây, các bạn thấy điều đó là điều thứ nhất, đúng không? Bây giờ nếu như cơ quan chức năng có vào cuộc thì cũng không yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng, cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật cũng không thể yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng đứng ra sao kê được. Bởi vì không có bằng chứng, không có chứng cứ thì làm sao bắt Đàm Vĩnh Hưng sao kê? Mà đằng này những mạnh thường quân, ai là người đứng ra để bắt Đàm Vĩnh Hưng sao kê? Đó mới gọi là công tâm, thì đó mới gọi là cái bằng chứng thích đáng để kiện Đàm Vĩnh Hưng, phải không? Nếu như đằng này Đàm Vĩnh Hưng đứng lên kiên quyết đấu chiến với bà Phương Hằng một trận thì khả năng bà Phương Hằng sẽ chết chắc. Dù rằng Đàm Vĩnh Hưng có sao kê không đầy đủ, không đưa ra tất cả những chứng cứ rõ ràng, nếu như pháp luật, đây bây giờ mình nói là giả sử như nếu như mà pháp luật vào cuộc bắt Đàm Vĩnh Hưng sao kê thì tất nhiên Đàm Vĩnh Hưng sẽ sao kê rồi. Nhưng mà mình nghĩ các mạnh thường quân sẽ không làm việc đó đâu. Mình nghĩ là đối với Đàm Vĩnh Hưng thì các mạnh thường quân sẽ không làm việc đó. Đây, mình khả năng mình chắc chắn là một điều như vậy. Bởi vì các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm người ta cũng đã tin tưởng Đàm Vĩnh Hưng, và cái việc làm của anh trong suốt cái hành trình làm thiện nguyện của anh thì cộng đồng mạng cũng như các mạnh thường quân người ta cũng đã quá biết rồi, người ta đã hiểu rồi. Từ trước đến nay, từ từ bao nhiêu năm nay, từ khi anh đã nổi tiếng đến bây giờ, chứ không phải chỉ riêng là mới cái vụ miền Trung đây mới lùm xùm ra, phải không các bạn? Và cái việc ăn chặn từ thiện hay không ăn chặn từ thiện đó thì chúng ta chưa nói đến, chúng ta chưa biết đâu là sự thật và chúng ta chưa có rõ ràng, và cho nên chúng ta không thể quy chụp. Và nếu như mà có điều đó xảy ra thì mình cũng khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên công tâm, có một lời xin lỗi và mình sẽ làm một việc gì đó để lấy lại cái danh dự, cái uy tín của mình. Nếu như mình có ăn chặn số tiền từ thiện bao nhiêu, mình cứ công bố khai thật là mình còn bao nhiêu. Mình hứa mình sẽ đem cái số tiền đó ra mình cống hiến cho xã hội một lần nữa, thì đó là cái mà Đàm Vĩnh Hưng nên làm, và cái mà để chiến đấu cho cái sự việc này, để bảo vệ cái danh dự, bảo vệ cái thanh danh cho tất cả giới nghệ sĩ, và quan trọng nhất là cái thanh danh cho mình trong cuộc chiến, cuộc chơi này. Nếu như mình sai thì mình sẵn sàng xin lỗi, mình làm lại ngay từ đầu. Thì nói đi chứ con người ai cũng phải có lúc quay đầu, nhưng mình biết sai, mình biết quay đầu, đó là mà là cái mà giá trị mà con người ít có ai làm được. Đây, các bạn thấy không, điều đó nếu như Đàm Vĩnh Hưng thực sự, nếu như xác định được chơi đấu chiến đấu đến bờ hàng cuối cùng thì chấp nhận. Nếu như mà có ăn chặn tiền từ thiện, ông mình nói là ăn chặn thì nó hơi quá, phải không? Mà có, mà ví dụ như có chiếm dụng, có giữ một số tiền chừng nào đó thì nên thành khẩn. Vì cái hành trình thiện nguyện của giới nghệ sĩ, người ta có thể làm suốt đời, người ta có thể làm khi nào mà người ta hết hết cái tài sản, hết cái tiền trong tay, hết cái trách nhiệm, chứ đâu có phải là chỉ có riêng cái đợt này, riêng cái đợt bão lũ miền Trung hay hoặc riêng cái đợt dịch Covid này là người ta không làm nữa đâu, phải không? Có nghĩa là người ta còn tiền, người ta còn 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 tiền trong cái quỹ, người ta còn kêu gọi mạnh thường quân, còn đóng góp, là người ta vẫn còn làm. Đây, và bây giờ nếu như mà để lấy lại công tâm, nếu như đem lại cái danh dự của mình và để cái việc thiện nguyện này của giới nghệ sĩ được tiếp tục, thì mong rằng tất cả những người trong giới nghệ sĩ chúng ta hãy công tâm. Nếu như ai có lỗi đứng ra xin lỗi và công khai số tài sản của mình. Bây giờ tôi còn trong cái quỹ chừng đó, tôi chưa làm hết, bởi vì tôi chưa làm hết, tôi đâu có tội, chưa chứng minh gì để gọi là tôi ăn hối lộ cả, hoặc là tôi ăn chặn cả. Vì việc làm từ thiện còn kéo dài nữa thì điều đó chưa khẳng định và chưa có thể quy kết là tôi là người ăn chặn, phải không? Bởi vì trong mùa dịch này,
Tôi cái nguyện vọng của tôi là muốn đi làm từ thiện nhưng mà tôi đi làm không được, tôi đang ngồi không được, hay hoặc là tôi chưa thực hiện được thì cái vụ việc này nó đổ vỡ ra. Mình cứ công tâm mình nói thật sự điều đó thì cộng đồng mạng cũng như các mạnh thường quân người ta sẽ tha thứ, nếu như là người người có tội nghe các bạn là sẽ tha thứ. Và nếu như là mình muốn chiến đấu và đấu tố đến cùng cho bà Hằng để thứ nhất là cái gì, lấy lại danh dự uy tín và thanh danh cho mình. Đấy, việc làm của Đàm Vĩnh Hưng là như vậy. Đây là mình nói riêng Đàm Vĩnh Hưng và nói chung tất cả những người trong giới nghệ sĩ, phải không? Và việc đấu tố này, nếu như mình đã người những người trong giới nghệ sĩ mà mạnh bạo công tâm đứng lên chiến đấu thẳng thắn theo như lời thách đố của bà Hằng thì mình đảm bảo bà Hằng sẽ chết chắc. Đây, mình nói với các bạn một điều như vậy, đó là theo cái quan điểm suy nghĩ của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái vụ việc mà Trấn Thành, cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng vậy thôi. Riêng bây giờ Trấn Thành thì bị bà Phương Hằng công kích rất nặng nề, rất nặng nề. Là bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành giữ sao kê, ăn chặn một số tiền và không có bằng chứng, không thực tế khi đưa ra những cái dẫn chứng không cụ thể. Thứ nhất. Cái thứ nhì, bà cho rằng việc làm thiện nguyện của Trấn Thành không rõ ràng, khi anh nhận tiền anh không trực tiếp đi giao mà anh chỉ gửi cho người ta, đó là cái việc của người ta, phải không các bạn? Mình công tâm mình nói Trấn Thành cũng đã có động thái xin lỗi và công khai trước cộng đồng mạng đó, anh vì bận quay phim anh nhận tiền nhưng anh không giao đi được, nhưng anh giao cho cái người mà anh đáng tin tưởng nhất, đó là MC Trần Đại Nghĩa và mẹ của Hồ Ngọc Hà và Thủy Tiên, là ba người mà anh cũng đã công khai anh nói rằng anh tin tưởng, anh công tâm là anh giao cái tiền từ Mạnh Thường Quân, anh thay thế cho Mạnh Thường Quân trao lại cho những người đó. Đấy, coi như là mình trách anh, là trách là cái đã đứng ra kêu gọi mà không có trách nhiệm thôi ha. Chứ còn mình biết cái việc sòng phẳng, cái việc làm của Trấn Thành là rất tử tế, rất sòng phẳng, đúng không các bạn? Mình công tâm mình nói như vậy chứ mình cũng không thể quy chụp và đánh đồng một con người như vậy, bởi vì mình chưa biết được cái sự thật nó như thế nào. Và bây giờ cái vụ việc cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành nhớ, nếu như mà đứng lên đấu tố mà chiến đấu với bà Hằng đến một mức độ cuối cùng ha, để bảo vệ, trước mắt là bảo vệ cái danh dự cho mình đã, và để thứ nhì nữa là để trừng trị bà Hằng này, cái tội hống hách phách lối ngạo mạn, ai coi thường pháp luật, khinh rẻ người đời, đây vu khống quy chụp rất nhiều người, không chỉ riêng giới nghệ sĩ trong lúc này. Đây mà là một cái điều mà giới nghệ, những anh em trong giới nghệ sĩ nên làm trong lúc này, phải đấu tố bà Hằng này cho đến cùng. Bên cạnh đó là tiếng nói của cộng đồng. Chứ thực sự nếu như bây giờ giới nghệ sĩ đứng lên làm mạnh mẽ lên thì chắc chắn bà Hằng sẽ chết chắc, đúng không? Bây giờ bà Hằng trước mắt là quy cho cái bà Hằng cái tội là bắt buộc pháp luật vào cuộc, là bà Hằng cái tội vu khống, đưa ra rất nhiều bằng chứng, bởi vì những cái bằng chứng mà bà Hằng vu khống rồi quy chụp rồi xúc phạm nhục mạ danh dự của giới nghệ sĩ từ trước đến đây rất nhiều, chứ không phải là riêng cái thời điểm gần đây, không các bạn? Đây, và nếu như đứng ra đường thách đấu vụ việc này thì khả năng bà Hằng bắt buộc phải lòi ra 50 tỷ khi bà đã hứa. Bà đã nói chắc chắn trong cái livestream tối tối mùng 9 này rồi, mà nói rằng nếu như mà thực sự pháp luật vào cuộc 50 tỷ tôi vẫn còn giữ đó, pháp luật vào cuộc, pháp luật làm cho rõ ràng công minh chính trực thì 50 tỷ đó tôi sẽ đưa ra. Đó, bà sẽ đưa ra, và tất nhiên 50 tỷ đó và số tiền đó sẽ xung vào công quỹ, nói chung là xung vào trong cái quỹ công quỹ. Và việc này trước mắt là mình nói về cái việc mà bà quy chụp vu khống Trấn Thành, bên cạnh một cái việc này, vấn đề này nữa mới tối nay thôi. Bà cho rằng vì Trấn Thành sao kê vào, vì Trấn Thành đấu tố công kích bà cho nên các fan cùng đồng loạt vào tấn công ngân hàng VPBank, cho nên tỷ số chứng khoán của ngân hàng tụt mạnh trong 2 ngày gần đây. Thì bà quy chụp bà vu khống cho Trấn Thành, điều đó là cái điều mà Trấn Thành kiên quyết làm tới là chắc bà sẽ chết, bởi vì bà không có một bằng chứng nào, không có một cái lý do nào bà mà bà đưa ra để bà nói rằng Trấn Thành liên quan đến vụ mà ngân hàng số chứng tiền chứng khoán của ngân hàng VDBank tụt xuống làm Vietcombank
tụt xuống là đến 3.000 tỷ, đâu phải mà là một con số nhỏ đâu các bạn. Nếu đằng này ngân hàng cùng phối hợp cùng với cơ quan pháp luật chức năng đứng ra làm ráo riết việc này thì khả năng bà Phương Hằng sẽ chết chắc đó. Mình nói với các bạn, chưa nói đến cái vấn đề mà tiền phạt nghe. Tiền phạt thì nói như là cũng cũng khá nhiều đấy à, về cái tội quy chụp cho bà Phương Hằng này thì cũng khá nhiều đấy, mà đối với tiền phạt với bà thì không xi nhê gì đâu ha. Mà lấy cho được 50 tỷ đó để giúp cho bà con nghèo trong cái mùa dịch Covid này đây là một vấn đề cũng cũng hữu ích lắm đấy. Cho nên là mình khuyên rằng là các bạn mà bên giới nghệ sĩ và những ai mà đã bị bà Hằng công kích thì chúng ta cứ mạnh dạn đi. Bởi vì luật sư cũng đã nói gợi ý một câu nói rằng rồi, nếu như mà Trấn Thành có kiện, đứng ra kiện thì bà Phương Hằng phải thua cuộc. Và theo như mình nghĩ là chắc chắn như vậy, bởi vì bây giờ bà Hằng là cái miệng bà là bà nói là bà quy chụp bà nói hùng hồn và bà cũng cầu mong cho pháp luật vào cuộc, là cái bản tính của bà này là biết rồi. Nhưng bà nói là vậy, nhưng bà nghĩ rằng giới nghệ sĩ không ai dám làm điều này, bởi vì bà biết chắc rằng giới nghệ sĩ làm sai trong cái việc sao kê, cho nên bà mới mạnh dạn bà nói vậy và bà nghĩ rằng không có ai dám đứng ra làm việc này. Đây, theo mình nghĩ là cái quan điểm của bà Hằng là nghĩ vậy, chứ bà này bà không có đảm bảo rằng một cái việc gì cả. Và cái việc bây giờ sao kê hay không sao kê thì pháp luật, cơ quan pháp luật cũng đang chờ cái động thái tích cực từ cộng đồng mạng, và bên cạnh đó là những người tố cáo và chủ yếu là các mạnh thường quân. Mà mình nghĩ các mạnh thường quân bây giờ thì người ta không có làm những cái việc đó đâu. Những người họ đã bỏ tiền ra, họ họ đã có một cái tấm lòng thiện nguyện, họ giúp đỡ đồng bào rồi, bây giờ họ nói cũng không có bằng chứng được. Bây giờ ví dụ như cái vụ mà nói rằng trong ngày hôm qua có cái đoạn video nào ghi âm trong cái fan của bà Hằng đưa lên tố cáo Thủy Tiên, là có một ông nào đó nói rằng là đã chuyển qua cho Thủy Tiên trăm mấy chục triệu và Thủy Tiên cũng đã nhận rồi, nhưng mà bây giờ ấy là muốn đòi lại cái số tiền đó. Thì bây giờ làm sao đòi? Bây giờ Thủy Tiên nó cũng đã đi giúp đồng bào rồi, lũ lụt, bây giờ giờ biết cái số tiền anh là nằm trong cái khoảng thời gian nào mà biểu trả lại. Phải không các bạn? Cái điều đó là nó rất khó và nó rất vô lý. Cho nên mạnh thường quân bây giờ người ta cũng không thể đứng ra mà kiện lại và bắt bắt buộc giới nghệ sĩ này sao kê đâu. Mình nghĩ là như vậy. Người ta cũng đã nghĩ cái đồng tiền người ta bỏ ra và người ta cũng đã thấy được cái việc làm của những người trong giới nghệ sĩ này rồi. Và cái này chiến đấu mạnh mẽ chẳng qua là chỉ có cái sự ganh tức, ganh ăn tức ở của bà Hằng thôi. Với lại nói chung cái fan cùng của bà Hằng, cùng câu của bà Hằng chẳng qua lẫn theo cái lề lối của bà Hằng này là nó công kích, nó đấu tố với nghệ sĩ vậy thôi. Chứ mình nghĩ cũng không có ai làm những cái việc đó. Thấy không? Và cái công tâm này một lần nữa, mà nếu như vụ việc này xảy ra thì mình cũng mong cơ quan pháp luật vào cuộc đó, để lấy là trước mắt và là cơ quan pháp luật vào cuộc. Và giới nghệ sĩ phải lên tiếng, thứ nhất là dù như thế nào cũng phải lấy lại cái thanh danh cho mình và lấy lại cái lòng tin từ khán giả của mình, cộng đồng mạng của mình, với lại những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã tin yêu mình trong suốt một thời gian và trong suốt cả cái chặng đường hành trình thiện nguyện của mình, thì điều đó là một cái điều mà công tâm mình nên làm trong lúc này. Và riêng những người mà trong giới nghệ sĩ, những người công minh chính trực, những người mà sòng phẳng rõ ràng như Quyền Linh hay Việt Hương thì hay là những người mà đã ra rõ ràng kê khai tự giác, kê khai công khai cái bản sao kê của mình, giống như vợ chồng Lý Hải đó, tự giác qua cái vụ này, thì mình thấy những người đó là người ta công tâm, người ta rõ ràng thực tế rồi, thì không có cái lý do gì mà mình phải ngại phải sợ mà không đứng lên để đấu tố bàn này một phen. Và bên cạnh ngồi lề pháp luật thì có nhà báo Hằng Ni, nhà báo luật sư Hằng Ni cũng đã có rất nhiều đơn kiện và kêu gọi cộng đồng mạng đứng lên chung tay cùng với cô viết cái đơn kiện này, thì không có lý do gì mà chúng ta phải ngồi im và chịu cái vấn đề này thiệt thòi để cho bà Hằng bà tung hoành như vậy được. Phải không các bạn? Còn cho nên mình thấy rằng một lần nữa là cộng đồng chúng ta có một cái tiếng nói chung là chúng ta nhìn nhận thấu đáo thực tế về vấn đề này, và riêng về cái việc mà sao kê hay không sao kê đối với giới nghệ sĩ bây giờ chúng ta chưa có kết quả chính xác và chưa có một cái lý do gì để mà mình có thể là khẳng định rằng giới nghệ sĩ ăn chặn ha. Mình nói rằng giới nghệ sĩ ăn chặn
Thì cái điều này mình chưa thể quy chụp và chưa khẳng định được. Đây là một cái dự đoán thôi. Tất nhiên cộng đồng mạng có quyền dự đoán, dự tính, vì có số tiền quá lớn và người ta nghĩ rằng cái khoản thu chi, tất nhiên là người ta sẽ suy đoán ra cái vấn đề là thu chi nó chênh lệch và cái số tiền tồn tại nó sẽ đi đâu, còn lại nó sẽ đi đâu. Người ta, cộng đồng mạng và kể cả những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, người ta cũng sẽ đặt cái dấu hỏi đó. Cho nên bây giờ vấn đề trước mắt quan trọng là giới nghệ sĩ nếu như mà không công tâm đứng lên chơi lớn trong việc này thì một lần nữa giới nghệ sĩ sẽ mất tiếng nói từ cộng đồng và mất niềm tin từ các mạnh thường quân, và cái việc làm thiện nguyện này nó sẽ bị trì trệ lại, nó sẽ ngưng lại từ cái sự đánh đánh đầu đánh đố từ cộng đồng mạng, nó quá nặng, và cái dư luận dư âm của cái cuộc chiến này nó quá nặng, cho nên là nó để lại cái tầm ảnh hưởng đến như vậy. Và nhiều người khả năng là nếu như mà cuộc chiến này nó không rõ ràng, không sòng phẳng thì nhiều người làm thiện nguyện chân tính người ta cũng ngại đứng ra để kêu gọi đóng góp, và các nhà hảo tâm người ta cũng ngại, không biết tin tưởng và không biết trao cho ai những cái đồng tiền của mình để gửi đến những người dân khó khăn trong lúc này. Đây. Và đặc biệt nữa là cái thiệt hại đầu tiên và cái tệ hại nặng nề nhất và cái thiệt thòi nhất đó chỉ là người dân và những người nghèo khổ thôi các bạn. Bây giờ người dân là người chịu cái quyền lợi đó, chẳng lẽ người dân đứng lên hô hào kêu gọi bắt sao kê hay hoặc là bắt không sao kê, nhưng mà người dân vẫn ủng hộ những người làm thiện nguyện, ủng hộ giới nghệ sĩ và tất cả những người làm thiện nguyện, bởi vì cái quyền lợi đem đến cho người dân rồi, thành cho nên tiếng nói của người dân rất mạnh. Cho nên là bây giờ cái việc mà đứng lên chiến đấu với bà Hằng trong cái vụ việc này là mình cũng là nghĩ rằng giới nghệ sĩ chúng ta nên lên tiếng đi. Bây giờ trong giới nghệ sĩ rất mạnh, và những fan và những người mà không ưa gì giới nghệ sĩ, trong đó những người nghệ sĩ người ta đấu đá với nhau thì cái điều đó mình cũng biết rồi, người ta đấu đá người ta ganh tị với nhau thì cái điều đó tất nhiên rõ ràng, là mình không nói đến cái chuyện mà những người ngồi cục ngồi lề trong giới nghệ sĩ, thì điều đó là nó chẳng qua là đó là cái dư luận trong xã hội đây. Nhưng mà mình muốn giữ cái thanh danh, giữ cái giá trị của mình và mình tiếp tục để cái con đường làm thiện nguyện cho mình cho nó thành công để giúp đỡ bà con nghèo trong lúc này đây. Và đặc biệt cái vấn đề trong lúc này là mùa lũ miền Trung khả năng là năm nay cũng sắp tới nữa rồi đây, thành cho nên cái việc làm thiện nguyện của giới nghệ sĩ ấy, thì đem đến cái quyền lợi cho người dân rất nhiều, cho nên chúng ta nên công tâm làm cái việc này, phải đứng ra và công tâm có trọng tài pháp luật kinh tế rồi rất nhiều ban ngành và cơ quan chức năng đứng ra sẽ làm rõ vấn đề này. Nó không có ảnh hưởng gì hết nhưng nó đem lại cho chúng ta một cái danh dự giá trị nhất. Nếu như chúng ta im lặng thì chúng ta đã chấp nhận, đồng nghĩa với sự là chúng ta đã đồng ý với cái vấn đề chúng ta đã làm sai rồi, phải không các bạn? Mình im lặng thì tất nhiên mình đồng ý là mình đã làm sai, mình mới không dám lên tiếng. Không, còn mình công tâm mình lên tiếng, mình trung thực thì nếu mình sai thì mình xin lỗi cộng đồng mạng, điều đó rõ ràng, hay hoặc là mình số tiền bây giờ mình chưa giải ngân hết, cho hoặc mình làm chưa hết thì bây giờ mình vẫn tiếp tục làm mà, bây giờ mình còn đang tiếp tục làm mà, chứ đâu phải là mình nghĩ làm từ thiện đâu, đâu phải là mình chưa hết làm từ thiện đâu mà mình sợ, phải không? Và tài khoản nếu như có còn trong trong cái tài khoản của mình thì bây giờ pháp luật anh cũng không thể bắt bả tôi không có cái chứng cứ gì để bắt tôi là ăn chặn cả, không có lý do gì, không có bằng chứng như nào để anh cho là tôi ăn chặn cả. Bây giờ sao kê thì tôi vẫn sao kê, bởi vì cái việc làm thiện nguyện của tôi trên con đường hành thiện của tôi vẫn còn. Bây giờ dịch Covid vẫn còn mà đang cái sự xô bồ này tôi chưa tôi làm được. Đây, đó là cái vấn đề lý do để mình bảo vệ cho cái danh dự của mình. Và đó cũng là cái công tâm nhất mà cộng đồng mạng và tất cả những mạnh thường quân bây giờ cũng đang chờ cái sự việc minh bạch chỗ này. Để ngày mai đây và để cho cái con đường hành thiện của những người này để đem đến cái lợi ích cho người dân và để cho cộng đồng mạng cũng như các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có một cái niềm tin
để người ta gửi gắm những cái tấm lòng của mình để giúp đỡ đồng bào khó khăn trong lúc hoạn nạn như thế này. Bởi vì trên cuộc đời này người dân còn sống thì tất nhiên phải còn rất nhiều cái khổ đau. Bây giờ riêng mình nói á, chưa nói tới những cái hậu quả, ví dụ là bão lũ thì năm nào nó cũng có rồi phải không các bạn? Ít nhiều thôi, năm nào cũng có rồi. Mà riêng sau cái đại dịch này trôi qua đi, đại dịch này mà khi đã đi qua đi, thì mình nói cái đói nghèo trước mắt đây là cái đói nghèo trên toàn xã hội này là nó sẽ diễn ra. Trước mắt là cái nạn đói nghèo đã cả đã, đấy là cái vấn đề mà xã hội đang cần quan tâm đây. Đây, những người đói nghèo, người chưa nói đến những người ăn xin là rõ ràng là người ta đói nghèo. Và bây giờ những nhà kinh doanh người ta không làm ra tiền. Đây thì tiền đâu người ta đóng, người ta chung góp rồi người ta cho, thấy không? Họ làm ra tiền thì họ họ có thể họ cho những người ăn xin được, hoặc là họ giúp ích cho người đời được. Bây giờ cái vấn đề khó khăn khi người dân bây giờ đang càng nghèo càng đói mà gặp cái bệnh tật bệnh dịch đi nữa là càng khó khăn nữa. Mình nghĩ là những con người mà đang rất cần những đồng tiền từ các nhà hảo tâm, người ta đang rất mong chờ cái điều này đấy. Thành cho nên cái xã hội bây giờ đang rất cần cái sự công tâm và đang rất cần cái sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân cũng như các nhóm thiện nguyện đấy. Bây giờ người dân mình chưa nói gì đến thiên tai, người dân đang trong cái bão lũ, trong cái dịch bệnh này nè. Sau cái trận đại dịch này xong xuôi đi, nếu như mà dịch bệnh nó thuyên giảm thì người dân sẽ quay lại cuộc sống với muôn vàn khó khăn đấy các bạn. Những điều khó khăn. Hiện tại bây giờ là có nhiều trường hợp có những người là không nhà, không cửa, không nơi nương tựa rồi. Cuộc sống gia đình đôi lúc có những người coi như là không đủ cơm cơm gạo để ăn, không đủ mì mì gói, không đủ tiền để mua một gói mì tôm 5-7 ngàn để ăn, chứ chưa nói gì là đến cái việc mà sắm sửa lo cái việc này việc kia các bạn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cái xã hội bây giờ đang đang lâm vào một cái tình thế rất là nguy khốn cho những người dân nghèo đó các bạn. Đây mình thấy cái mình thấy cái hiện trạng của xã hội là đang có một cái vấn đề mà có thể là đói nghèo sẽ xảy ra trong năm nay và những năm tiếp theo đó các bạn. Khi mà chúng ta muốn khôi phục lại cái kinh tế cho cái sau cái trận đại dịch này không phải chuyện đơn giản đâu ha. Còn bây giờ mà cái hỗ trợ của nhà nước đâu có bao nhiêu, người có 1,5 triệu tôi cho, nếu như mà bây giờ người 1,5 triệu thì phát người có người không, chứ đâu có ai ai có đâu. 100 người mai chay mới được có vài 30 người đó. Còn những người không có thì sao, và 1,5 triệu nó họ ăn được bao nhiêu ngày, 1,5 triệu nó không được bao nhiêu ngày hết, mà họ phải chống chọi cho 3-4 tháng mà thất nghiệp đói nghèo nên như thế này rồi. Đấy mà bây giờ có quay lại kinh tế, hồi phục lại kinh tế thì các nhà kinh doanh rồi rồi doanh nghiệp người ta cũng đói nghèo quá, người ta đâu có tiền để người ta đầu tư, rồi đâu có tiền, dân người ta cũng đâu có tiền để mua để sắm sửa. Đây là tất nhiên là nó phải lôi kéo cả cái hệ lụy của xã hội. Đang diễn ra một cái trận đói nghèo, đang đối đầu với một cái cuộc chiến đói nghèo trước cái đã. Thấy không? Bây giờ doanh nghiệp làm hàng hóa, sản xuất hàng hóa ra đi, mình nói đơn giản gần gũi dễ nhất, thì bán cho ai? Người dân đói nghèo, người dân ta khổ, người ta không lo ra đủ tiền cơm áo gạo tiền để ăn, đâu mà người ta sắm sửa, phải không? Đó là cái vấn đề thứ nhất, là doanh nghiệp là một cái vấn đề nặng nề nhất nè. Rồi người dân bây giờ những lao động thất nghiệp, rồi doanh nghiệp không có công ăn việc làm, là những người dân bắt đầu thất nghiệp, và cái hệ lụy thất nghiệp nó sẽ kéo dài. Đây nó phục hồi một cái vấn đề, một cái thời gian khá dài mới mới có thể ổn định lại cái nền kinh tế đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu các bạn. Và cái vấn đề hiện trạng trước mắt là mình cảm thấy là cái dấu hiệu của sự đói nghèo là có rồi đó. Xong cái những đại dịch, trận đại dịch như vậy, mình thấy khi mà giãn cách xã hội rồi, bắt đầu mình mới thấy, bây giờ mình thấy những gia đình mà đã tang thương trong cái vụ đại dịch này, có nhiều những nạn nhân mất mát trong cái vụ đại dịch như rồi. Các bạn thấy không? Bây giờ mình chưa thấy được. Bây giờ thông tin truyền thông người ta chưa có lan tin rộng rãi, người ta chưa biết được số ca tử vong bao nhiêu, số ca mất là chính thức là bao nhiêu, và những ai là người trong cái nạn nhân đó mình chưa biết được. Thấy không? Là những bây giờ những gia đình những nạn nhân đó đang rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm. Thấy không? Có nhiều gia có một gia đình ở dưới Thủ Đức là mất đến 8 người đó các bạn. Có nhiều gia đình mất 4-5 người, cái chuyện đó bình thường.
Cái đại dịch này là nó như vậy đó, cái mất mát, cái chết chóc rồi bắt đầu nó sẽ kéo theo cái hệ lụy là đói nghèo, rồi đói nghèo, từ cái đói nghèo là bắt đầu nó sẽ xảy ra, nó diễn ra cái hệ lụy, cái tệ nạn trong xã hội, trộm cắp đây, đó là cái hệ lụy dẫn đến trong xã hội trong thời gian sắp tới đó các bạn. Và mình mong rằng qua cái vụ việc này thì chúng ta hãy công tâm và để mình công tâm để cho cái vụ việc này nó sáng tỏ một lần nữa để mình lấy lại thanh danh uy tín cho mình. Phải không các bạn? Rồi thưa quý vị và các bạn, như vậy là mình cũng chia sẻ một thông tin ngắn gọn để gửi đến quý vị và các bạn qua nội dung của video hôm nay. Và đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi video này. Mình xin chào thân ái và mình xin cảm ơn rất nhiều ạ.